Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chuyện khó tin về người phụ nữ tự chữa hết bệnh ung thư. Với dáng vẻ lanh lẹ, không một dấu hiệu mệt mỏi trên khuôn mặt, không ai nghĩ rằng chị vừa kết thúc một quãng đường dài trên xe khách từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc chuyến du lịch. Và với dáng vẻ yêu đời, không ai ngờ rằng chị đã vật lộn nhiều năm với bệnh ung thư hạch bạch huyết lympho, và giờ đây chị đã chữa lành nó hoàn toàn bằng thực dưỡng. Chị là Nguyễn Thị Lợi, sinh năm 1963, sinh sống tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chị mở tiệm photocopy trước khi chị bị bệnh. Hàng ngày chị hít mực in có thể là một trong những nguyên nhân gây bệnh cho chị. Biết được chị đang ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi hẹn gặp chị ở quán thực dưỡng Khai Minh. Mỗi lần chị vào thành phố Hồ Chí Minh là chị ghé Khai Minh. Chị Lợi rất vui vẻ hồ hởi kể cho tôi nghe về chuyến đi du lịch của chị ở đất Chùa Tháp và về quá trình chữa lành bệnh của chị. Đầu năm 2009, chị Lợi bị sưng amidan uống thuốc nhưng không hết. Chị nghĩ chắc không có gì nghiêm trọng nên vẫn làm việc bình thường. Đến cuối năm 2009 lại nổi thêm một cục hạch dưới mang tai bên hàm phải. Lúc này chị mới quyết định đi thành phố Hồ Chí Minh để khám cắt amidan. Nhưng khi vào bệnh viện Đại học Y Dược khám, bác sĩ chẩn đoán là chị bị ung thư hạch bạch huyết lympho giai đoạn 2. Dù mang chứng bệnh nan y, nhưng chị vẫn chưa biết mức độ nguy hiểm của căn bệnh này. Lúc này chị chưa lo lắng gì nhiều. Chị cầm kết quả khám bệnh đến nhờ một bác sĩ quen của chị ở thành phố Hồ Chí Minh tư vấn. Bác sĩ này thấy kết quả xấu quá nên giới thiệu chị đến Bệnh viện Truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh ở quận 1. Đầu năm 2010, Bệnh viện Truyền máu huyết học cho chị nhập viện và hóa trị đợt đầu tiên. Sau đợt hóa trị đầu tiên, chị mới biết bệnh tình của mình nghiêm trọng và nguy hiểm đến tính mạng. Chị nói khi ở nhà sức khỏe vẫn còn, nhưng vô hóa trị đợt đầu thôi, sức khỏe đã hoàn toàn suy sụp. Con người không còn sức sống, bước đi không nổi, tóc rụng hết, mặt mày tái mét, táo bón kéo dài, tiền bạc hao tốn. Mỗi lần hóa trị tốn khoảng 50 triệu đồng, tương đương 3 cây vàng lúc đó. Sau khi hóa trị, đợt 3, bệnh viện chuyển sang xạ trị 20 tia vào vùng hạch cổ ở mang tai, kéo dài trong 1 tháng. Lúc này da mặt chị cháy đen, vị giác mất hẳn. Ăn cơm là nhiệm vụ, ăn để no chứ không biết ngon, không biết vị gì. Người thân vào thăm vô cùng sừng sốt trước sự tiêu tụy của cơ thể chị xảy ra nhanh ngoài sức tưởng tượng của họ. Ba đợt hóa trị đầu, mỗi đợt cách nhau 21 ngày. Sau khi xạ trị, do sức khỏe của chị kém quá chưa kịp phục hồi nên phải đợi 1 tháng sau mới hóa trị đợt 4. Sau đợt hóa trị lần thứ 5, bác sĩ điều trị mới cho biết đáng lẽ chị hóa trị 3 lần nhưng sợ tái phát trở lại nên cho phát đồ hóa trị 6 lần. Nghe nói vậy, chị về luôn, không thực hiện tiếp hóa trị đợt 6. Chị kể mỗi lần hóa trị là sức khỏe suy sụp thấy rõ, người mệt mỏi, buồn nôn, ăn uống không được, mất ngủ cả tuần. Chị thấm thía tác hại ghê gớm của hóa trị, đúng là địa ngục trần gian. Giữa các đợt hóa trị, có lần chị bị bệnh nổi mụn nhọt khắp người từ đầu đến chân, kích cỡ bằng đầu ngón tay, mang đầy mủ và gây nhức nhối vô cùng. Bệnh viện phải cách ly chị 12 ngày để điều trị các mụn nhọt này. Lúc này, chị rất yếu, chị đủ sức đứng dậy rồi nằm xuống, không bước đi nổi. Cuộc sống giống như ở tù vậy, chị nói. Trải qua 7 tháng điều trị bằng hóa trị và xạ trị, chị tốn hết 400 triệu đồng, trong đó chưa tính tiền ăn và tiền đi lại. Nhưng sức khỏe không cải thiện chút nào, thân hình tơi tả, không ra con người, ốm nhom, tóc rụng hết đầu, trọc lóc, tái mét. Trước khi về nhà bác sĩ điều trị có hướng dẫn, chị ăn uống để phục hồi sức khỏe. Theo đó, để tẩm bổ, chị ăn đủ thứ nào gà, thịt, cá, tôm, cua, mực. Chị lên được 7-8kg. Sau 9 tháng, cơ thể mập lên nhưng bệnh cũng bắt đầu tái lại. Hạch nổi lại trong cổ, nuốt vào bị vướng, rất khó chịu. Trong 9 tháng này, chị vẫn đi tái khám 3 lần. Chị điện thoại báo tin không vui cho bác sĩ điều trị. Bác sĩ bảo chị vào nhập viện lại để điều trị theo phác đồ mới. Nghe phác đồ mới, chị sợ quá. Thực sự chị quá sợ hóa trị và xạ trị. Chị liền gọi điện cho chị Tú, người chị bà con ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị Tú bảo nghe nhiều người ăn gạo lứt, hết bệnh ung thư. Em thử xem sao. Kèm theo, chị Tú gửi cho một đĩa về thực dưỡng. Trong đó có ghi hình tường thuật của một bệnh nhân ung thư ăn gạo lứt muối mè chữa lành bệnh. Xem xong, chị quyết định ăn theo thực dưỡng. Chị ăn một mạch 135 ngày chỉ gạo lứt với muối mè, không ăn bất kỳ một thứ gì khác. Chị uống thêm lá trên nữ hoàng cung, lá bồ công anh, đắp nước gừng và dán cao khoai sọ vào vùng hạch. Chị thấy hạch mới ở cổ nhỏ dần lại, không phát triển thêm. Lúc này chị vào thành phố Hồ Chí Minh gặp lại bác sĩ điều trị để khám. Bác sĩ bảo bệnh của chị đã ổn định, bạch cầu và tiểu cầu ổn định. Nghe vậy chị rất vui và niềm tin vào gạo lứt muối mè tăng lên. Chị về nhà tiếp tục ăn gạo lứt. Chị vẫn duy trì việc khám bệnh ở Bệnh viện Truyền máu huyết học mỗi 3 tháng hoặc 6 tháng để theo dõi sự chuyển biến sức khỏe.
Được hỏi về những người cùng phòng ở bệnh viện lúc đó, chị trả lời với giọng buồn: bốn người cùng phòng lúc đó cũng mang cùng loại bệnh như chị, đều đã ra đi đoàn tụ với ông bà hết rồi, có người mới bước vào tuổi 23-24. Chị bảo chị thật may mắn gặp được thực dưỡng, chứ không chị cũng xanh cỏ như họ rồi. Một thời gian sau khi ăn gạo lứt, cơ thể chị biến đổi theo chiều hướng ngày càng tốt hơn về cả thể chất lẫn tinh thần. Tóc bắt đầu mọc lại, ban đầu tóc quăn tít và màu đỏ, qua nhiều lần cắt dần dần tóc đen trở lại bình thường. Và bây giờ tóc đã còn dài hơn trước, vị giác của chị bắt đầu phục hồi sau một năm ăn gạo lứt. Ngay khi xạ trị, chị mất vị giác hoàn toàn. Lúc này chị phân biệt được các vị chua cay mặn ngọt và ăn biết ngon miệng, tinh thần vui vẻ trở lại, cảm giác yêu đời đã quay trở về với chị. Sau 3 năm ăn gạo lứt, chị được gặp trực tiếp thầy Thích Tuệ Hải, trụ trì chùa Long Hương ở Nhân Trạch, Đồng Nai, để được thầy hướng dẫn thêm về cách ăn gạo lứt để giúp lành bệnh của chị. Thầy đã hướng dẫn rất nhiều người ăn gạo lứt theo phương pháp thực dưỡng để đẩy lùi bệnh nan y như là ung thư, tiểu đường, tim mạch. Sức khỏe của chị dần phục hồi theo thời gian nhai cơm lứt. Đến đầu năm 2015, chị tái khám ở bệnh viện truyền máu huyết học. Bác sĩ điều trị cho biết chị đã bình thường, đừng ra vô nữa tốn tiền. Bác sĩ còn bảo chị có thể khám ở bệnh viện Nha Trang, không cần vào đây nữa. Mấy năm trước, một lời của bác sĩ làm chị buồn vô hạn, bây giờ cũng một lời nói của bác sĩ lại làm chị vui không thể tả được. Hiện tại thì hàng ngày chị làm việc mà không biết mệt mỏi. Nhà chị có vườn xoài, chị hái xoài, chở xoài ra chợ bán, có khi chị chở đến 70kg trên xe máy. Bây giờ chị biết ăn như thế nào cho quân âm bình dương, ăn như thế nào để khỏi bệnh, mỗi lần mệt mỏi phải xử lý ra sao. Chị nói mỗi lần mệt là chị nhịn đói và ăn bột rắn dây chín, đến chiều là khỏe lại liền, làm việc ào ào lại bình thường. Chị nhắn nhủ với những ai có bệnh như chị nên tìm hiểu thực dưỡng và ăn gạo lứt thì bệnh sẽ được chữa lành, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ và đầu óc sáng sủa ra. Chi phí bỏ ra để ăn gạo lứt rất là ít, nhưng hiệu quả. Chị đã cảm ơn hạt gạo lứt đã cho chị sống lại được một lần nữa.